Bài gì nào? Có đoán được không? Có đoán được không? Đi học đi học về, em vào nhà, em chào cha mẹ, cha em khen rằng em rất ngoan, mẹ âu yếm con đôi má em. Wow, sao siêu nhân siêu thế? Bây giờ một từ cuối cùng rồi nhá, chỉ nghe em xem ai nói trước rồi đấy. Chỗ này là thứ gì? Bò. Bài gì nhỉ? Bài gì chứ bò? À, nhiều. Ba thương con vì con giống mẹ. Về thương con, vì con giống ba. Cả nhà ta thương yêu nhau, xa là nhớ, gặp nhau là cười. Thắng một cái à, hát đấy hát nè. Tại em nói nhanh ấy, thế chị biết mười bài đấy rồi. Nám lại thua. Bây giờ nhé, em dạy chị lại một lần nữa. Bài hôm sau chị thi, chị thắng em luôn. Thật nhá, lần sau thi lại nhá. Rồi ngày mai, em sẽ cho chị ăn mì ngô thạch Halloween. Được, được rồi. Bây giờ chị sẽ cố gắng học thuộc, trong lần sau thi lại nhất định chị sẽ thắng em. Và đi ăn thạch Halloween. Ok. Sắp đến Halloween rồi. À, đâu nào. Đây là chữ gì? Chữ đờ. Đúng rồi, là chữ gì? Chữ đờ. Là chữ gì? Chữ hờ. Đúng rồi, yeah. 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 Đấy chua, chị cũng thuộc. Đúng rồi, tội bởi lên bài 2 thôi mà đấy. Chị nhớ hơi chậm một tí thôi, chứ chị cũng thuộc đây. Chơi. Chơi, lần sau nhất định chị sẽ thắng em. Nhớ chưa? Thôi, chị mình đi chơi. Chơi thôi. Hai chúng mình đều trắng rồi. Hai chúng mình cũng trắng rồi. Quên có mỗi một bài thôi, thế này thua siêu nhân. Lần sau không bao giờ thua siêu nhân đâu. Hai